thế. Điểm 5 đều. Anh tìm vào trong chủ APA bởi vì nó chả có ảnh nhiều đại diện. Cho anh hay là rất hay rồi. Hello, hope thank you.
kinh. Lúc em ra sắp hết sạch rồi. Em ăn gì đó. Thêm lịch là 8 rưỡi rồi. 8 rưỡi là đến trình cuối. Mai đôi nam nó đánh lúc khoảng mấy giờ nhỉ ông? Cổ tay nữa, cổ tay kéo lên. Anh xem thấy cái kiểu em vẫn chạy. Tắt rồi. Em quay. Tắt rồi. Tắt rồi á. Pin yếu. Fifteen.
12 đều. Chuyện này khét thật anh em ạ. Ua. Ba mươi bốn. Điểm số 19-15, khả năng xếp 3. 20-15. Xin chào anh. Xếp 3 điểm số 1-0. Rất lì, hai ông này đánh lì với nhau kinh. Rất tiếc cầu ngoài sân. Được khiếp thật.
3 điểm số 43. 4 đều. Thế nhờ phản xạ kinh khủng. Một đường cầu highlight rất hay. Cầu trong sân. Điểm số 86. Hai ông này đánh trận này giằng co quá. Không biết Hùng đang lo mai thi đấu, không biết còn đâu sức ra mà đánh. Đánh trận 1 tiếng 10 phút rồi anh em. Đập cầu rất tốt. Điểm số tiếp tục 8 đều anh em ạ. Đi ăn 1 điểm lại mất 1 điểm. Điểm số 18. Đài Loan bắt đầu vươn lên rồi. Mười một tám. Thế nhờ ông Đài Loan quá hay luôn. Rất hay. Cổ động viên Đài Loan chắc quá anh em. Ông càng đánh càng chắc, càng đánh càng hay. Rồi. Chị ơi. 17-9. Vẫn lên, ảo thế nhờ. Đài Loan kia quá bon rồi. 19-9. Điểm số 29. Phải nói giải đấu năm nay Hùng cảm giác là trình độ các vận động viên hơn năm trước nhiều phết anh em ạ. 10-20.
chịu rồi. 21-10, chiến thắng quá xứng đáng với tay vợt đến từ Đài Bắc. Anh ta đã càng đánh càng hay, càng đánh càng chắc. Ứng cử viên cho chức vô địch đây rồi. Bên này thì tay vợt của Hàn Quốc đánh cũng dã man luôn anh em ạ.